cơ hội tấn công dành cho các thủ khoa Ai. Và trận đấu này chúng tôi đang phát sóng livestream trực tiếp trên fanpage bóng đá phố miền Tây. Quý vị có thể vào ứng dụng Facebook và tìm kiếm đường link tại fanpage. Mặc dù đã qua thời điểm đỉnh cao, nhưng với niềm đam mê với bộ môn bóng đá, các thủ của Sơn La vẫn xỏ giày ra sân. Đó là Mantalo. Anh đã từng có thời gian thi đấu tại Malaysia. Đặc biệt là vị trí chấn giữ khung thành của... Đã như vậy thì đã có bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng khóa 2. Tình huống phối hợp tấn công đã đặt các... cùng theo dõi lại tình huống truyền ngang bất cẩn vừa rồi. Và pha xây sở của anh Campbell đã không thành công khi mà số 9 để mất bóng vào chân của cầu thủ áo số 5 với khu vực này. Và hiện tại thì anh đã trở về Việt Nam để tiếp tục phát ảo các thủ năng khiếu của bóng đá của Cư. Cơ hội trở lại với các thủ bên phía đội bóng dành cho anh Hùng. Câu được rồi. Và xây sở của số 19 chưa vượt qua được vị trí của cầu thủ phòng ngự mang chiếc áo số 3. Nguy hiểm. Như vậy vẫn có bàn thắng dành cho các cầu thủ áo cam để nâng tỷ số lên 2-0. Và anh Hùng thời trang một lần nữa lại là người chớp cơ hội thành công. Trước đó thì anh đã tận dụng cơ hội rất tốt từ pha xử lý bất cẩn của hàng thủ bên phía đội bóng. Mặc dù đã lỡ nhịp trong bước xử lý đầu tiên, nhưng anh Hùng vẫn kịp thời đưa bóng vào lưới. Dù anh đã trượt ngã, nhưng số 5 vẫn tiếp tục. Giữa các cầu thủ đã từng chinh chiến ở nhiều nơi và các thành viên chơi bóng ở trong nước đang giúp cho các thủ áo cam có được sự chủ động. Pha xoay sở tốt, tìm cú dứt điểm nguy hiểm. Tình huống chạm bóng vừa rồi là của số 9. Có khá nhiều những cầu thủ. Pha chọc khe cũng vậy, rất tốt. Khoảng trống nữa dành cho các thủ khoa dứt điểm. Không được. Như vậy vẫn có bàn thắng. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Và pha kết thúc thuộc về vị trí của Ưng Hoàng Phúc. Cầu thủ được đăng ký với cái tên. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Và phối hợp rất dễ dàng khi mà hàng phòng ngự bên phía đội bóng khóa 1 đã kèm người một cách khá lỏng lẻo. Quả chuyền vào, cơ hội tiếp cận dứt điểm không vào. Liên tục những cú đá của anh Tuấn Mập, nhưng cầu thủ mang áo số 16 vẫn chưa thể rút ngắn cách biệt dành cho các thủ đăng kêu khóa 1. Cơ hội vừa rồi là rất rõ ràng với pha tiếp cận trong tư thế khá chậm chạy của số 16, nhưng anh lại kết thúc không thành công khi pha dứt điểm của Tuấn Mập. Nó sẽ đổi cát rất nhiều khi mà một trong hai đội bóng không giữ được thể lực của mình đảm bảo. Rồi thôi là cú ra chân không thành công. Tình huống dứt điểm của Úc Mỹ đã khá căng, rất tiếc là bóng đi vọt xa. Pha tấn công và cũng kết thúc thuộc về vị trí của số 14. Người thi đấu với mái tóc rất gọn gàng ở trên sân. Và kết thúc vào góc hẹp rất hay. Quang ơi, cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ áo tím, anh Hùng Đen. Pha xoay sở. Vẫn còn, tiếp tục một thời cơ nữa, đưa bóng vào trong. Không được rồi, lỗi nữa của các cầu thủ bên phía đội bóng cam. Cơ hội dành cho đội bóng áo tím. Và đã có bàn thắng dành cho Tư Xỉa để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Sự kiên trì của các thủ năng khiếu khóa 1 đã giúp cho họ có được hai bàn gỡ. Và khoảng cách bây giờ chỉ còn lại là một bàn thắng mà thôi. Và bóng chớp cơ hội rất tốt của cầu thủ áo số 5. Từ xía là người rút ngắn cách biệt sau đường truyền của anh Hùng Đen. Mặc dù phải mất đến hai nhịp dứt điểm, nhưng cuối cùng thì anh cũng đã có được bàn thắng và giúp cho các thủ khóa 1 của Từ xía. Và tiếp tục quyền kiểm soát đang nằm trong chân của các thủ bên phía đội bóng năng khiếu khóa 2. Qua người anh Hùng thời trang, đưa bóng về tuyến ngay dứt điểm. Lại một lần nữa bóng dội cùng dọc. Qua kem may mắn dành cho đội bóng áo cam vừa bỏ lỡ. Đây là tình huống kết thúc chung cục dọc của cầu thủ mang chiếc áo số 19, vị trí quân Hoàng Phúc. Chúng khóa 1 vẫn là số 15 cầm bóng đường chuyền cốt. Cơ hội dứt điểm không vào. Vừa rồi A Lũ đã chủ tay cú thua dành cho các thủ bên phía năng khiếu khóa 2. Thủ môn đến từ Hồng Kông vẫn đang chơi tốt. Pha đổ người rất chính xác của A Lũ, phản xạ tuyệt vời. Chúng ta cùng xem lại cơ hội trước đó dành cho các cầu thủ áo cam, nhưng họ lại kết thúc dội vào cục dọc khung thành một lần nữa. Quá đen đuổi cho cầu thủ mang chiếc áo số 9. Họ vẫn đang bị dẫn bàn và bắt buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Mặc dù chơi khá chủ động, nhưng họ là đội rất bị thủng lưới. Một cơ hội nữa, cú dứt điểm lại chạm vào sang ngang của thủ thành A Lũ. Đang có một thế lực nào đó đang ém bùa. Bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ áo cam sau pha bóng mà các cầu thủ bên phía đội bóng
Khóa 1 vừa rồi bỏ lỡ. Và chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha đi bóng và dứt điểm của cầu thủ Mao số 7. Pha dứt điểm khá bất ngờ khiến cho thủ thành bên phía đội bóng khóa 1 chỉ biết đứng nhìn. Các thủ áo cam và trong nhìn thủ mà hàng phòng ngự bên phía đội bóng khóa 1 càng cười một cách khá lỏng lẻo. Và các thủ năng khiếu quân tư của chúng ta là một trong những số lượng hiếm hoi nơi được đào tạo từ lứa tuổi học sinh. Pha chơi bóng bằng tay và đã có tiếng còi của trọng tài. Số 17 có lẽ sẽ phải nhận một hạch toàn cầu, không thể đánh bại được vị trí của thủ môn bên phía đội bóng năng khiếu khóa 1. Vẫn còn cơ hội, dứt điểm không vào. Mình sẽ làm vừa bỏ lỡ cơ hội để ghi cú đúp dành cho riêng mình. Một pha chọn vị trí rất hay của cầu thủ Mao số 7 khi anh di chuyển vào trung lộ và đón đường truyền ra tuyến hai một cách rất chống chãi, nhưng pha đặt lòng của số 7 lại đưa bóng vọt sang ngang. Cơ hội tiếp theo dành cho các thủ áo cam. Dứt điểm. À, bóng lại dồn cùng trong, và như vậy thì đã có bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng áo cam để nâng tỷ số lên 5-2. Cầu thủ cảng Sài Gòn Hồ Văn Lợi đã ghi bàn. Cầu thủ mang chiếc áo số 3. Chúng ta cùng xem lại pha ghi bàn của Hồ Văn Lợi. Một cơ hội được đưa bóng từ biên và cú đánh đầu của cầu thủ của áo số 3 đã đưa bóng chạm vào mép trong cột dọc và đi vào lưới. Điểm chạm vào hết xa ngang rồi cột dọc. Và vừa rồi thì các thủ áo tím đã có hai pha dứt điểm chạm vào xa ngang cũng thành. Chúng ta cùng xem lại thêm cú đá từ xa đưa bóng chạm vào xa ngang nữa của các thủ bên phía đội bóng áo tím. Dọc khe và bỏ bóng, cơ hội dành cho Hồ Văn Lợi. Vẫn còn, tiếp tục là lão tướng Mao số 3, dứt điểm. Vẫn còn thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng năng khiếu khóa 2. Liên tục những pha dứt điểm rất hiểm hóc, bóng đi sát mép cột dọc và không cho thủ thành thơm bảy ghi bàn dành cho cầu thủ mang chiếc áo số 11. Có khá nhiều những cái tên chưa được bổ sung vào danh sách thi đấu một cách đầy đủ dành cho các thủ năng khiếu khóa 2. Và họ đang có được lợi thế. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Pha dứt điểm của cầu thủ Mao số 4 có vẻ đã đưa bóng chạm tay một cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng khóa 2. Bây giờ đã mang lại một cơ hội thủ thành Hồng Kông. Pha dứt điểm rất dễ dàng. Tuấn Cao đã đánh lừa được vị trí qua lũ và mang về bàn thắng sút ngắn cách biệt dành cho các cầu thủ năng khiếu khóa 1. Tuy nhiên thì khoảng cách giữa hai đội vẫn còn khá lớn và các cầu thủ cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể đưa trận đấu trở về với tỷ số có lợi hơn. Càng xem lại pha dứt điểm của Tuấn Cao, anh đã rất bình tĩnh và tự tin để đánh lừa được thủ thành A Lũ. Thêm cơ hội nữa, pha dứt điểm của cầu chính vẫn chưa vượt qua được sự che chắn của các thủ áo cam. Vẫn là cầu chính chân chấp tốc, dứt điểm không vào. Nỗ lực của cầu thủ Mao số 6 chưa thể giúp cho anh ghi bàn. A Lũ vẫn đang chơi tốt. Cầu thủ phản đón và bắt bóng chính xác của thủ thành bên phía đội bóng năng khiếu khóa 2. Đại gia Tuấn Cao được chuyển lên và phối hợp mình sẽ làm khoảng trống được chuyển tốt, cơ hội rất tốt dành cho các thủ áo cam. Đường cắt ngang, dứt điểm không vào. Thêm một pha đặt lòng không chính xác nữa của cầu thủ mang chiếc áo số 7. Với các thủ bên phía khóa 1 liên tục những pha để mất bóng ở giữa sân, nguy hiểm đến đâu đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo tím. Cầu chính là người đã ghi bàn để rút ngắn khoảng cách xuống còn 5-6. Lúc này thì cách biệt giữa hai đội bóng chỉ còn lại là một bàn thắng mà thôi. Và số 6 liên tục có sáng với những tình huống dứt điểm nguy hiểm. Và cá nhân anh đã đóng góp hai bàn thắng trong lối chơi của các thủ bên phía đội bóng năng khiếu khóa 1. Và chọn điểm rơi và đánh đầu rất hiểm hóc của số 6. Đường truyền rất chống chạy. Các thủ áo cam đã phung phí khá nhiều những cơ hội ngon ăn. Và họ đang bị đối phương áp sát về mặt tỷ số. Thêm một cú đá không thành công nữa. Khoảng trống đã lộ ra nhưng cú chích mũi giày của cầu thủ Mao số 2 lại đi quá thiếu chính xác. Tuy nhiên vẫn sẽ có thêm quả phạt góc dành cho các thủ bên phía đội bóng năng khiếu khóa 2. Cú đá của mình sẽ làm vừa rồi đã chạm vào chân một tiếp tục là cầu chính giữ bóng. Được chuyển ra dành cho vị trí của sáng đèn. Đây là Bồng Sơn. Và xây người không thủ bên phía đội bóng năng khiếu khóa 1 từ tình huống đá phạt góc. Người tạt bóng là vị trí của Hùng Đen. Số 15 treo quả bóng rất chính xác vào cho số 16 và Tuấn Mập đã chọn điểm rơi anh Hùng thời trang. Đường truyền dành cho Tuấn Mập, cơ hội tiếp theo không được và dứt điểm của số 16 lại đi ra ngoài. Và xoay người và kết thúc không thành công của tiền đạo bên phía năng khiếu khóa 1. Anh đã tỏa sáng trước đó với cú đánh đầu chính xác để gỡ hòa 6 điều. Trong pha bóng này thì anh lại để lỡ thời cơ để có thể nâng tỷ số lên dành cho các thủ áo tím. Rất chính xác. Cơ hội để bóng và Tuấn Mập đã có bàn.
Họ đã vượt lên dẫn trước trong những cơ thế lội ngược dòng. Chúng ta cùng xem lại cơ hội vừa rồi. Cú đánh đầu tiên là của Tướng Cao, nhưng anh không hạ được thủ thành A Lũ. Tuy nhiên thì thủ thành người Hồng Kông chỉ có thể cản phá. Rất chống chạy, cơ hội dành cho Mỹ. Hơi chần chừ rồi. Khoảng góc dành cho anh Hoàng còn có thể giữ bóng thêm một nhịp và đẩy bóng để tạo ra được cơ hội lớn hơn dành cho các thủ áo tím khai thác. Rất bình tĩnh, bóng không đến được vị trí của Bầu Sơn. Câu lạc bộ thể thao Khánh Hội nơi đây ngoài mặt sân bóng đá dành cho cơ hội là trở về với các cầu thủ áo tím với quả đá phạt. Cú đá của cầu thủ mang số 6 xích chút nữa thì cầu chính đã có thể ghi bàn thắng kế tiếp. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm của cầu chính. Một cú cửa lòng rất hiếm hóc nhưng không đánh bại được A Lũ. Một lần nữa thì A Lũ tiếp tục cho thấy vì sao mình được tuyển vào thiếu pha 1. Họ đang dẫn trước với tỷ số 7-6. Dứt điểm ngay, cú đá không chính xác của số 4. Đây là sáng đèn. Giải pháp chuyền bóng, pha dứt điểm vẫn không thành công của Tuấn Mập. Ai sẽ là người dứt điểm đây? Ankabet hay cầu chính? Cú đá của cầu chính. Pha dứt điểm vẫn chưa thể mang lại bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ mang áo số 6. Vừa rồi thì bóng đã liếm vào mép trên sàn ngang. Pha dứt điểm kỹ thuật của cầu chính. Bóng đã khẽ chạm vào tay của thủ thành A Lũ và chạm vào sàn ngang khung thành.